ngày xưa, giữa thời Trung Cổ, ở vùng đất Rihelen trù phú, có chàng công tước trẻ tuổi tên là Andre. Công tước Andre? Henry, ngươi làm ta hết hồn. Không được gọi ta là Andre, phải gọi là Lois, nghe chưa? Tiểu thư Ba Thiêu đang tìm ngài khắp nơi đấy ạ. Ta muốn cải trang thành nông dân để đi thăm thú cánh đồng nho một chuyến, còn đỡ vô vị tẻ nhạt hơn là Ba Thiêu. Nhưng thưa ngài, chuyến này chuẩn bị ra mắt dòng họ tiểu thư Ba Thiêu, hai người chuẩn bị đính hôn cơ mà. Ta và Ba Thiêu cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai dòng họ thôi. Thôi, đừng chặn đường ta nữa, mau đi theo ta. Khăn của nàng đây, nàng tên là gì thế? Cảm ơn chàng, em là Giselle. Tên ta là Lois, ta mới chuyển tới làm cho lâu đài của công tước Colin. Công tước ơi, tiểu thư Ba Thiêu biết được thì cứ cho Ba Thiêu một lý do nào đó hợp lý là được rồi, nếu cô ta có hỏi. Anh chàng dáng vẻ lịch lãm đó sao lại đi thu hoạch nho và yến mạch được cơ chứ? Giselle có vẻ mê anh chàng đó như điếu đổ. Hilaronta theo đuổi Giselle bao lâu nay, không nhận được cái gật đầu của nàng. Vậy mà gã Lôi kia vừa xuất hiện, nàng đã yêu ngay lập tức. Trời cũng đã muộn rồi, xin ngài đừng để tiểu thư đợi quá lâu. Một tên nông dân nô lệ mà có đồ trang sức quý tộc này sao? Ta phải xem hắn là ai mà dám quyến rũ Giselle của ta. Andre, xin ngài hãy mặc bộ đồ công tước vào trước khi bước vào trong lâu đài ạ. Andre, hóa ra chỉ là một công tước lừa đảo. Giselle, nàng sẽ phải hối hận thôi. Giselle à, mẹ thấy Lôi không thật thà cho lắm, chẳng có chút vẻ gì thôn quê cả. Nhưng mà Lôi đối xử với con rất tốt. Mẹ luôn bao bọc che chở con, bởi con là một đứa bé yếu đuối. Lôi đã biết con bị tim chưa? Mẹ thấy thì là Ron đó đáng tin cậy hơn đó con. Làm sao con dám nói với Lôi về bệnh tình của mình chứ? Mẹ đừng nhắc đến Hilaron nữa, con không yêu anh ta mà. Andre à, em nghe Henry nói dạo này chàng cùng hắn ta đi vào rừng săn bắn, vậy mà chàng chẳng cho em đi cùng gì hết à? Ta sợ nàng sẽ mệt, cũng không còn sớm nữa, ta xin lui về phòng. Tại sao chàng ta vẫn lạnh nhạt với ta như vậy? Tiểu thư, có người xưng là Hilaron nói có chuyện cần bẩm báo bí mật liên quan tới công tước Andre ạ. Ngày mai ta có hẹn với Giselle ở bờ sông. Công tước, tại sao ngài lại yêu Giselle đến vậy? Ta chán ghét thân phận quý tộc, chịu quá nhiều ràng buộc lễ giáo của mình. Ta yêu Giselle là vì cuộc sống tự do, đơn giản của cô ấy. Sao không thấy Giselle tới? Henry! Các người làm gì thế? Henry! Người dám bao che cho sự dối trá của Andre. Mẹ ơi, hôm nay con có hẹn với Lois. Giselle à, thầy thuốc nói nhịp tim của con không được khỏe. Tiểu thư Ba Thiêu tổ chức buổi dạ tiệc ở lâu đài chiêu đãi dân làng, trân trọng mời cô Giselle tham dự ạ. Cảm ơn lời mời của tiểu thư, nhưng con gái của tôi không thích hợp đến nơi quá ồn ào đâu. Mẹ ơi, đừng từ chối lời mời. Con sẽ tới lâu đài Colin, vì ở đó có Lois. Sao bỗng dưng Ba Thiêu lại tổ chức tiệc lớn và mời toàn thể mọi người tới đây thế này? Còn Giselle hôm trước lại không đến gặp ta. Tiểu thư mời ngài ra đón khách ạ. À, Henry, người hộ vệ của ta đâu? Henry đã được tiểu thư Ba Thiêu sai bảo xuống dưới giúp đỡ việc trông nom ở trang trại, ngài đừng có lo. Lôi nói đi, mà không nói với ta một tiếng nào sao? Chàng không nắm lấy tay của em à? Không biết cô ta định giở trò gì nữa đây. Cô ta đâu rồi? Giselle, cô đang ở đâu? Giselle, rồi nàng sẽ phải sáng mắt ra. Mẹ ơi, đợi lát nữa con sẽ tìm Lois. Lois, sao chàng lại ở đó và nắm tay tiểu thư Ba Thiêu? Hắn ta hẳn là thân phận không tầm thường rồi. Hỡi toàn thể dân làng, tôi xin giới thiệu vị hôn thê của tôi, công tước Andre. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu mùa đông năm nay. Wow, đẹp đôi thiệt.
Sao tự nhiên cô ta lại thông báo điều này chứ? Chàng tên thật là Andre sao? Chàng là công tước quý tộc. Andre, chàng không phiền nếu mời em một điệu nhảy đáp lại thịnh tình của dân làng chứ? Giselle, giờ thì nàng thấy bộ mặt thật của Louis rồi đấy. Đủ rồi, Hilaron. Giselle bị bệnh tim, không thể nào chịu được cú sốc này đâu. Giselle, nàng đang ở đây sao? Anh chàng Louis hóa ra là công tước Andre. Trời ơi, con gái của tôi, tất cả các người đã giết con bé rồi. Giselle. Trong khu rừng hoang thổ ấy, người ta vẫn truyền tai nhau về hội Willis, đám linh hồn của những người phụ nữ bị phản bội. Đứng đầu là nữ hoàng Mitha. Họ sẽ trả thù bất cứ người đàn ông bội bạc nào lang thang tới khu rừng này. Hình như có một người đàn ông đang khóc. Giselle, ta thật có lỗi với nàng. Giselle mãi mãi không tha thứ cho ngươi đâu. Bà là ai? Chúng ta là những linh hồn không tha thứ cho bất kỳ tên đàn ông bội bạc nào. Chúng ta sẽ đưa ngươi nhánh cây tầm gửi mê hoặc, và ngươi sẽ tự ngã xuống cái hồ lạnh buốt. Tại sao chàng không nói cho em sự thật ngay từ đầu? Ta yêu nàng thật lòng, nhưng không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng ba thiêu. Hắn ta đã lừa dối cô, đó là điều không thể chối cãi. Và giờ cô đã chết. Hãy đưa cho hắn nhánh tầm gửi, hắn sẽ tự mình trả giá. Nếu như còn chần chừ, cô sẽ tan biến và không bao giờ được hiện hình nữa. Giselle, hãy để ta chuộc lỗi mạng sống với nàng. Giselle, cô muốn tha thứ cho hắn ta sao? Anh ấy là người mà tôi yêu. Tại sao không thể để anh ấy sống yên vui quãng đời còn lại? Đó mới là điều mà tôi mong muốn nhất. Cô quá ngốc nghếch. Hả? Cô ấy không tan biến. Chuyện gì xảy ra vậy? Giselle, tình yêu vị tha vừa cái chết, vì cô đã cởi bỏ được sợi xích ràng buộc cô với những linh hồn tàn nhẫn kia. Hãy trở thành thiên thần cùng chúng tôi nha. Ăn nhanh lên đi con, rồi lên bảo mẹ chọn cho mấy cái váy đẹp nha. Yeah, con sẽ ăn thật nhanh. Sao hai ba con dậy sớm quá vậy? Thứ bảy bé Châu đâu có đi học đâu. Không phải tuần trước em hứa hôm nay cả nhà mình đi chơi công viên nước còn gì. Anh dục con ăn nãy giờ, đợi em xuống là đi nè. Mẹ ơi, con ăn sắp xong rồi nè. Lát lên lầu mẹ chọn cho con cái váy thiệt xinh nha. Nhưng mà hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất với cổ đông rồi. Hay là con đi với ba và cô Tâm nha. Mẹ lại đi họp nữa rồi. Mẹ chỉ suốt ngày đi họp thôi à. Thôi mà, hai cha con đi với nhau đi. Có bà đi với con cũng vui rồi mà. Mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua đầm đẹp cho bé Châu nè. Rồi chiều mẹ về, mẹ mua cho con gấu bông. Không, mẹ không biết gì cả. Con không cần gấu bông đâu. Em này thật là, em đã hứa với con rồi lại quên. Hay thôi, hôm nay đi chơi với bố con anh đi, cho con nó vui. Có phải em không muốn đi chơi với con đâu. Nhưng mà em còn phải lo bao nhiêu công việc. Anh không hiểu cho em thì thôi, lại còn trách em nữa. Thôi em phải đi đây. Anh ở nhà dỗ con rồi dẫn nó đi chơi nha. Đây là một hợp đồng lớn. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi mong các vị cổ đông ở đây sẽ ủng hộ cho công ty, ủng hộ tôi vì sự phát triển của chúng ta. Chị, muộn thế này rồi sao chị vẫn chưa về? Hôm nay là thứ bảy, chị cũng nên về với gia đình chứ. Công việc cứ để từ từ cũng được mà. Thành à, dự án sắp tới làm chị hơi lo. Chị không muốn nó gặp sai sót gì.
ở nhà đã có chồng chị với cô giúp việc rồi. Với con của chị... À, Thành mua cho chị một con gấu bông thật to ngay bây giờ nha. Ờ, dạ vâng. Vậy chị đợi em 20 phút. Mà dù sao thì chị cũng về nghỉ sớm đi nha. Được rồi, chị xem lại mấy cái chứng từ một lát. Lấy gấu xong, chị sẽ về luôn. Cảm ơn em nha. Ờ, em về đấy à? Em ăn gì chưa? Sao vậy muộn thế? Còn đợi em muộn quá ngủ mất rồi. Em ăn rồi. Hôm nay hai cha con đi chơi có vui hay không? Lúc sáng nó khóc suốt, anh phải dỗ mãi mới nín. Sau đó thì nàng không chịu đi chơi luôn. Thế là anh phải chở sang bên nội chơi. Thế nó mới chịu đấy. Chỉ có bà nội là hiểu cháu nhất. Em có mua con gấu bông nè cho nó đó. Mai anh đưa cho nó nha. Sáng mai chắc em phải bay từ sớm rồi. Ừ, mai em lại đi nữa sao? Anh vừa hứa với con sáng mai sẽ đưa nó ra công viên thiếu nhi chơi. Không có em, sao anh nói với con đây? Sao cuối tuần mà em không ở nhà với con được một hôm vậy? Anh lại thế nữa rồi. Đã bao nhiêu lần em nói mà anh không có hiểu sao? Em bận rộn như vậy là vì con, vì anh, vì cái nhà này chứ vì ai nữa. Từ lúc bố giao cho em tiếp quản công ty, anh có giúp được em gì đâu. Anh là kỹ sư mà, anh không hợp với việc kinh doanh. Anh đâu có cấm em làm việc. Anh sẵn sàng ở nhà chăm con với em. Nhưng em phải nghĩ cho gia đình chứ. Em thử nghĩ đi, một ngày em gặp con được mấy phút, nói chuyện với con được mấy câu hả? Con còn nhỏ không nói, sao anh là người lớn mà vẫn ấu trĩ quá vậy? Em muốn cho anh được sung sướng, con mình được đi du học trường tốt nhất. Vậy dựa vào cái gì? Không lẽ dựa vào đồng lương kỹ sư ba cọc ba đồng của anh hay sao? Em nói vậy mà nghe được sao? Em cứ như thế, sau này cháu nó quên mất em là mẹ nó luôn đó. Thôi, không cãi nhau nữa. Em không muốn nói những câu không hay. Em mệt rồi, em đi nghỉ đi. Mai anh lựa lời mà nói với con, rồi dẫn nó đi, hoặc lại cho nó sang nội đi, tùy anh. Alo, tôi nghe đây. Hả? Cậu nói sao? Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Hả? Một tuần sao? Trời ơi, sao lại thế này chứ? Phía cảnh sát vừa ra lệnh bắt giám đốc Liêu, đối tác của mình vì tội buôn lậu. Em nghĩ khoảng một tuần nữa tin tức sẽ lộ ra và cổ phiếu của công ty ta sẽ không còn giá trị nữa. Không ổn rồi. Alo, Thành à, tuần này cậu thay chị điều hành công ty. Chị định đưa bé Châu đi chơi mấy hôm? Dạ vâng, em hiểu. Có gì em sẽ báo cáo trực tiếp với chị. Alo, Loan à, cho chị hỏi. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chị, nếu giờ chồng chị lãnh tiền tử thì được bao nhiêu? Dạ, vào khoảng 2 triệu đô la. Ơ, mà sao tự nhiên chị nói gỡ thế? À, hôm qua có cô bạn hỏi chị ấy mà. Nếu được thì em gặp chị chút nha. Chị muốn xem lại mấy cái điều khoản đó. À, dạ. Vậy hẹn chị 30 phút nữa ở quán cà phê trước cửa công ty mình nha chị. Ok em. Chị muốn nói với em chuyện này, nhưng em phải thề độc là không được nói với ai biết nha, kể cả chồng con của chị. Có chuyện gì nghiêm trọng thế chị? Thật lòng em xem chị còn hơn cả người thân trong nhà mà. Chị có nói với em thề đấy. Ờ, chị định tự tử. Hả? Cái gì? Trời đất ơi, sao lại có chuyện gì thế chị? Khẽ thôi. Đối tác của công ty bị bắt, công ty chị bị liên lụy, nay mai chắc phá sản, không còn cách nào cứu được. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị định tự dựng tai nạn. Chị chết đi thì anh Quý và bé Châu sẽ có 2 triệu tiền bảo hiểm. Trời đất ơi, sao chị tôi khổ thế? Nhưng sao chị phải làm thế chứ? Mình làm lại được mà chị. Anh Quý vẫn đi làm có tiền mà. Cùng lắm mình bán căn nhà đi rồi tính cách làm lại được. Sao chị có thể nghĩ quẩn như vậy được? Nghe chị này, chị đã nghĩ suốt mấy ngày nay rồi. Lương anh Quý chẳng được bao. Nếu có số tiền bảo hiểm đó thì bé Châu sau này vẫn sẽ được đi du học. Anh ấy cũng không phải quá vất vả. Vì tương lai của họ chỉ có cách đó, nên chị đã quyết như vậy rồi. Thảo nào, em biết là chị muốn hy sinh cho chồng con để họ sung sướng,
Nhưng chị hãy nghĩ cho kỹ, tương lai đó chồng con chị có nhiều tiền, nhưng anh Quý mất đi người vợ, bé Châu thì mất đi người mẹ, rồi tương lai đó sẽ ra sao? Điều ấy chị đã từng nghĩ đến chưa? Ba, làm ngựa cho con cưỡi đi ba. Ba à. Để ba nghĩ một tí đã, không thì ngựa sẽ không có sức đâu. À, mẹ vai, mẹ vai. Mẹ bảo ba làm ngựa cho con cưỡi đi mẹ. Bé Châu hừ quá, không được quấy ba có biết hay không? Để ba nghỉ ngơi chứ con. Không ai chịu chơi với con hết. Thôi được rồi, mẹ con mình lên phòng chơi tìm ô chữ nha. Chịu không nè? Dạ. Ba chơi nữa nha, để con sang phòng con lấy ô chữ nha ba. Hôm nay em về sớm thế, lại còn chịu khó chơi với con nữa. Em quyết định nghỉ xả hơi một tuần, ở nhà chơi với con. Lâu lắm rồi em chưa có nghỉ, cũng muốn xả stress một chút. Thật sao? Thế anh cũng xin nghỉ một tuần, cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến nha. Đó không phải bé Châu con của mình sao? Con bé được đi du học rồi ư? Nhưng sao con bé lại khóc? Không lẽ đây chính là tương lai sau khi mình tự tử? Con ước có mẹ ở đây với con. Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ chân của con đâu rồi? Con ơi, con à, mẹ xin lỗi. Mẹ sao thế? Sao thế em? Em gặp ác mộng à? Không sao, có anh với con ở đây rồi. Vâng, em không sao. Em xin lỗi anh, tương lai của con nhất định phải có anh và em. Nước Mỹ, thế kỷ 19. Các cậu, ngày mai chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chiến đấu vô cùng cam go. Tôi cần gấp một tiền tiêu trinh sát ở bến mé rừng thuộc địa phận của quân miền Bắc. Ai sẽ xung phong đi? Tiền tiêu trinh sát, đúng không ạ? Đúng thế, tiền tiêu trinh sát. Và đương nhiên, chắc chắn cậu đã hiểu rõ, có thể hôm nay là ngày cuối cùng của những ai tham gia đội trinh sát này. Tôi à? Tốt lắm. Cảm ơn Reynolds. Còn các cậu thì sao? Tôi à? Tôi xin đi cùng Reynolds. Tôi cũng xin xung phong, thưa đội trưởng. Đi tiền tiêu thì chắc chắn 10 phần, 9 phần sẽ chết. Các cậu ấy đã xung phong, mình mà không đi thì cũng thật đáng xấu hổ. Reynolds và các cậu ấy thật can đảm, mình quả thật không bằng. Thế nào, các cậu còn lại thì sao? Còn ai xung phong nữa không? Thôi được, vậy là có 3 cảm tử quân trong trận chiến này. Cảm ơn các cậu, hãy cố gắng hết sức nhé. Dạ vâng, thưa chỉ huy. Reynolds, tôi cử cậu làm giám trưởng. Chúc may mắn nha, tôi tin tưởng ở các cậu. Cẩn thận, phía trước có vẻ nguy hiểm. Ừ, tôi cũng thấy hơi khả nghi. Cẩn thận đó, chúng ta bị phát hiện rồi. Chết tiệt, súng của tớ lại gặp vấn đề, làm thế nào bây giờ? Này, cầm lấy nhanh lên, tớ còn lựu đạn. Mau đi đi, cả đội rút nhanh, kệ tớ. Tôi đi nha, mấy hôm tới tôi sẽ trở lại. Chào đại quý Louis, có tin tức gì mới tôi sẽ báo ngài. Cha, chuyện gì thế này? Con đi ngang qua khu rừng bên, không ngờ là gặp người này bị thương nặng nên cho đưa về. Xem trang phục của anh ta đang mặc thì rõ ràng anh ta là phe miền Bắc đó phải ly. Hôm qua có tiếng súng nổ lớn phía đó. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không thể để anh ta trong nhà. Con biết đấy, khu vực này là thuộc quân đội miền Nam. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy một người chết ngay trước mặt chúng ta mà lại không cứu. Khi đại trung úy Louis vừa đi khỏi, con không thấy sao? May mà ông ta không để ý đấy, nếu không ta đã bị liên lụy. Máu đang rỉ ra rất nhiều, chậm chút nữa thì anh ta có thể nguy mất. Cha mau lại giúp con đỡ anh ta xuống đi cha. Mấy hôm sau. Chà,
Anh ấy đã bớt sốt, nhịp thở cũng đều hơn rồi cha ạ. Thế thì tốt quá rồi. Tôi vẫn còn sống sao? Tôi đang ở đâu thế này? Cậu tỉnh rồi à? May quá. Cậu đang ở trong khu của dân du mục, thuộc cai quản của quân đội miền Nam. Quân đội miền Nam sao? Hai người vẫn cứu tôi à? Cậu phải cảm ơn Chúa vì may mắn của mình. Con gái tôi đã không ngại nguy hiểm để cứu cậu. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Feli nhìn thấy cậu ngất ở bìa rừng, con bé đã bằng mọi giá đưa cậu về đây, rồi mấy đêm thức trắng để lo cho cậu đấy. Cô đã vất vả vì tôi nhiều quá. Không có gì, anh khỏe lại là tôi vui rồi. Feli, để tôi giúp cô. Trời ơi, sao anh lại ra đây? Anh không sợ lại bị một viên đạn nữa thình lình phóng tới ư? Tôi ở trong nhà cũng bí bách, muốn ra ngoài một chút để hít thở không khí thoáng đãng ở nơi này. Nhưng xung quanh đây nhiều nguy hiểm, anh có biết mình đang đi trên đất của quân đội miền Nam không? Cẩn thận! Feli, giỏi quá! Sao em biết được quân lính sắp đi qua đây dù cách một đoạn xa như vậy? Anh quên em là dân du mục sao? Chúng em sống ngoài thiên nhiên nhiều nên được học những cách quan sát kỹ càng từ nhỏ. Thì sao chứ, anh là quân nhân cũng trải qua những bài rèn luyện để học cách quan sát. Em thấy từ xa, từ dưới lùm cây, cả bầy chim hốt hoảng bay lên, chứng tỏ có rất đông người hoặc những tiếng động ồn ào từ đó. Ồ, đúng thật, em rất thông minh đó, Feli. Feli, cảm ơn em. Raynon, hôm nay anh thật lạ. Có phải vì anh sắp rời đi không? Feli, chúng ta đúng là ở hai thế giới khác hẳn nhau. Anh chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống du mục, nhưng những ngày ở bên em, ở đây, anh thấy thật tuyệt. Anh chưa biết cưỡi ngựa, chưa thể gọi là trải nghiệm cuộc sống du mục, Raynon ạ. Rồi một ngày nào đó, khi anh trở lại, em sẽ dạy anh cưỡi ngựa chứ, Feli. Đổi lại, em được gì nào? Khi nào nội chiến kết thúc, nhất định anh sẽ đưa em đến những vùng đất tuyệt đẹp mà em chưa đến, thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu. Anh ư? Anh có thể nấu ăn ư? Tất nhiên rồi, và anh rất thích làm điều đó cho người anh yêu. Raynon, em thích một ngôi nhà, một ngôi nhà chắc chắn và kiên cố. Ở nơi đó em sẽ có thể trồng hoa và làm nhiều thứ mình thích, sẽ không phải mỗi năm di chuyển đến một nơi. Feli, chắc chắn rồi. Một ngôi nhà có em và những món ăn ngon tỏa hương thơm phức. Hãy đợi anh, nhất định anh sẽ quay trở lại đón em. Chúng ta di chuyển lúc trời tối như thế này, chắc chắn là bọn chúng sẽ bất ngờ. Đúng vậy, hôm nay bọn chúng có lễ hội, nhất định sẽ lơ là. Thế nào, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Không chết, bị phục kích rồi. Rút mau. Một thời gian sau. Tuyệt vời quá, Reynolds. Trong trận chiến vừa rồi, cậu đã dũng cảm và mưu trí chỉ huy đại đội giành thắng lớn. Thay mặt bộ chỉ huy, chính thức phong hàm đại quý cho cậu. Chúc mừng nha, Reynolds. Hoan hô, Reynolds. Lên nhận quý hiệu đi nào. Chúc mừng cậu nha. Một thời gian sau. Reynolds, ở nơi xa xôi nào đó, không biết anh đang làm gì. Feli, đừng mãi ở lại đây mong chờ nữa, vô ích. Cậu ta sẽ không quay trở lại đâu. Cha, con vẫn tin là rồi đây anh ấy sẽ trở lại tìm con. Anh ấy đã hứa. Hứa gì chứ? Nếu là người giữ đúng lời hứa thì nó đã quay trở lại ngay khi nội chiến kết thúc. Nhưng thực tế thì sao chứ? Có thể là anh ấy gặp phải vấn đề gì đó. Xin cha cho con thêm thời gian để đợi tin tức về anh ấy. Những gia đình cuối cùng đã rời đi, và ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Feli à, hãy quên anh ta đi. Hoặc cậu ta đã chết, hoặc đó là một gã lừa đảo. Đi thôi. Cha, con Ta
tất cả đã kết thúc rồi, Feli. Nếu may mắn còn sống, anh ta đã có hàng ngàn cô gái khác xinh đẹp hơn và đã quên con từ lâu rồi. Chúng ta cũng nên đến một vùng đất mới. Ở đó, tất cả rồi sẽ tươi mới lại từ đầu. Vâng, thưa cha. Khoan đã, Feli, sao em có thể đi mà không có anh? Raynon, có đúng là anh đó không? Feli, đúng, chính là anh, là Reynolds của em đây. Ồ chúa ơi, đúng là cậu ấy đây. Cuối cùng thì anh đã trở lại rồi. Reynolds, em đã nhớ anh biết bao. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh đang ở đây rồi, Feli, có anh ở đây rồi. Anh đã trở về rồi, anh còn sống và đã về với em. Anh phải về để thực hiện lời hứa với em. Feli, hãy làm vợ anh nhé. Raynon, em đồng ý, ngàn lần đồng ý. Sau đó, đại ý Raynon đã đưa vợ mình về Cameroon năm 1980. Ông đã cho xây dựng tòa lâu đài theo như lời hứa với người vợ yêu dấu. Mọi người vẫn gọi nó là lâu đài đại úy. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện về lâu đài đại úy tọa lạc trên thị trấn Cameroon, tiểu bang Oklahoma, Mỹ. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Harry Bradley, một chuyên gia luyện kim người Anh, người đã phát minh ra thép không rỉ inox ngày nay vào năm 1913. Chà, thật là kỳ diệu. Này nhóc, ở đây không phải nơi chơi cho cháu đâu, ra ngoài đi. Cháu chỉ nhìn thôi, không nghịch ngợm gì đâu ạ. Chú cho cháu ngồi xem một lát đi được không ạ? Cứ cho thằng bé vào đi, nó không nghịch ngợm gì đâu, hôm nào cũng thế. Xin vào nhìn chúng ta làm việc thôi. Thằng nhóc này cũng kỳ lạ, bao nhiêu trò chơi không thích, lại có cái sở thích quái đản là xem những thỏi sắt nóng nung đỏ trong lò. Vào đi nhóc, ngày nào cũng xem mà không biết chán à. Tương lai chú mày lại thành thợ trong xưởng sắt thép mà thôi. Cháu cảm ơn chú. Harry, suốt ngày giữ khư khư cục sắt ở trong tay làm cái gì? Con đã 11 tuổi rồi mà, cũng nên làm để giúp đỡ bố mẹ một chút chứ. Chuyện đó đồng nghĩa với việc con phải bỏ học, phải không ạ? Đành phải như vậy thôi. Con thấy đó, nhà ta rất nghèo. Mỗi ngày mẹ cố lắm, cũng giặt được từng này đồ không à. Kiếm được cũng chẳng là bao nhiêu. Bố của con sớm tối ở xưởng luyện kim, cho nên mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Vâng, không sao, con hiểu rồi ạ. Mẹ biết con sẽ rất thiệt thòi, vì con là đứa trẻ ham học. Mẹ đừng lo về con, con có thể vừa làm vừa học cũng được mà ạ. Con sẽ mượn sách về nhà và tự học. Tuần nào cậu cũng trốn việc, ra xưởng đúc sắt để theo dõi, ngó nghiêng người ta làm dao kéo là sao? Con muốn làm việc nữa không đấy? Cháu xin lỗi. Không có nói nhiều, tôi cho cậu nghỉ việc luôn. Cậu đi giùm cho. Harry à, ngày mai con có thể bắt đầu công việc mới tại phòng thí nghiệm của James Taylor đấy con. Con sẽ làm gì ở đó vậy mẹ? Công việc rất đơn giản, đó là rửa ống nghiệm trong phòng lab của ông James. Mẹ hy vọng nó sẽ phù hợp với con. Ngày mai con hãy đến đó nhận việc nha. Ôi, ở đây nhiều chai lọ thế này, còn nhiều hơn ở cả quán rượu nữa. Đó là công việc của cậu đấy, hàng ngày rửa những chiếc chai lọ này cho tôi. Giá như là công việc ở xưởng luyện kim đúc sắt thép thì hay biết mấy. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng cậu hãy cứ làm việc đi. Tôi sẽ dạy cậu biết thêm nhiều thứ khác nếu cậu ham tìm hiểu và siêng năng. Vâng, cảm ơn ngài. Thằng bé có vẻ rất say sưa với sắt thép. Cứ hễ giao việc gì liên quan đến thép là làm hăng say, không mệt mỏi, không nghỉ ngơi. Harry à, ta tặng cháu quyển sách này. Nó là sách số học đấy. Vì cháu ham học nên hãy cố gắng nha. Ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cháu trong việc học hành.
Cảm ơn thầy. Cháu vừa gọi ta là gì cơ? Cháu sẽ không bao giờ quên ơn của ngài. Ngài như một người thầy thật sự của cháu. Được làm việc tại phòng thí nghiệm này của ngài là một vinh dự của cháu. Có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều người có học thức, điều mà cháu tưởng là sẽ không bao giờ có được từ ngày bị nghỉ học. Cố lên chàng trai, còn nhiều điều để cháu học hỏi đấy. Cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp từ sự nghiêm túc này của mình. Những lần dạo chơi trong xưởng sắt thép thuở thơ ấu chính là điểm đầu cho một cuộc đời dành trọn cho thép của Harry Gregory mà không một chút phân tâm bởi các thú vui hay các kỳ nghỉ của trẻ thơ. Anh có thể dành cả đêm để làm việc chế tạo thép. Thép chính là tình yêu đích thực của Harry. Không để lãng phí một chút thời gian nào, Harry đã dành tất cả thời gian sau đó để vùi đầu vào sách và những thí nghiệm của riêng anh. Gần 20 năm sau. Nhờ đó, 20 năm sau, Harry Reverley đã nhận được thành quả sau những nỗ lực hết mình của anh. Xin chúc mừng Harry Reverley đã đoạt huy chương vàng Bessemer, giải thưởng cao nhất được trao tặng bởi Viện Sắt Thép vì những đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp thép. Đây là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi còn nhớ những ngày đầu sống trong phòng thí nghiệm, phân tích đủ các mẫu thép để có thể trở nên thành thạo. Thật xúc động khi biết cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá cao, coi đó là một tài liệu quan trọng đóng góp cho ngành công nghiệp thép và cũng là thành quả của ngày hôm nay được nhận giải thưởng cao quý của Viện Sắt Thép này. Đây sẽ là động lực giúp tôi làm việc chăm chỉ hơn. Ngài Harry, hãy để việc đấy cho chúng tôi. Ngài không nên nhúng tay vào những việc này. Không được, tôi cần trực tiếp kiểm tra xem nồng độ sắt và phụ gia đã phù hợp chưa. Cần cẩn thận hơn mới có thể tạo ra loại thép tốt nhất được. Ngài ấy là giám đốc nghiên cứu mà lúc nào cũng giống y như công nhân, suốt ngày lăn lộn trong xưởng sản xuất thép, tỉ mẩn kiểm tra từng lò nung sắt như vậy. Ngài ấy đúng là một người làm việc tận tụy, say mê và có tâm với công việc, dù là việc nhỏ nhất. Ngài Harry, ngài xem này, đây là bản giới thiệu sản phẩm chào bán ra thị trường. Thế này thì không nên. Cậu theo dõi lò nung cho tôi. Anh xem bản nghiên cứu của tôi với bản anh công bố các thành phần hóa học trong thép cho khách hàng đã chênh lệch nhau khá nhiều. Tôi cho đó là một sự lừa đảo. Việc thép có tốt hơn hay không không quan trọng. Quan trọng là mọi người nghĩ rằng nó là tốt hơn và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho nó. Anh cứ lo việc nghiên cứu của mình đi, còn lại thị trường cứ để tôi lo cho. Dạ thưa, vừa có một bức điện gửi đến cho ngài từ nhà máy sản xuất vũ khí của quân đội hoàng gia ở miền Nam ạ. Đây là vấn đề liên quan đến quốc gia. Họ cần anh nghiên cứu về việc cải tiến vũ khí đặc biệt là các nòng súng. Chúng bị bài mòn và gỉ sét rất nhanh. Tôi nghĩ việc này không hề đơn giản đâu. Tôi sẽ thực hiện nghiên cứu vấn đề này. Vài hôm nữa tôi sẽ đến miền Nam ngay để thực hiện thử nghiệm các loại thép có hàm lượng chrome khác nhau. Được thôi, tôi sẽ tôn trọng anh vì anh là giám đốc nghiên cứu. Vậy nên cứ làm công việc của mình đi. Chỉ e là anh bỏ thời gian công cốc mà thôi. Phải chế tạo ra một hộp kim không dễ mài mòn cho những đồng súng với công thức 12,8 chrome, 0,24% carbon, 0,44 mangan và 0,2% silicon. Hy vọng lần này sẽ thành công. Tại sao lại thế chứ? Đã 5 lần 7 lượt rồi vẫn không vừa ý là thế nào vậy? Một mẫu thép carbon được đánh bóng và một mẫu thép chrome, cái nào không bị mài mòn và gỉ sét đi? Để xem. 12 ngày sau. Ôi trời ơi, thành công rồi. Hóa ra mẫu thép chrome vẫn sáng bóng giữa những mẫu thép khác, chứng tỏ nó chẳng hề sợ môi trường, khí hậu hay thời tiết nào hết. Để xem nó có biến đổi khi ngâm vào axit và kim không nào. Ngay cả ngâm vào axit và kim, nó vẫn giữ nguyên hiện trạng. Vậy là ta đã thành công. Đây là thanh thép không gỉ, có thể dùng để chế tạo nòng súng, giúp chúng không bị mài mòn và gỉ. Phải rồi, tại sao không ta? Mình sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu này về công ty thuyết phục ngài giám đốc sản xuất dao kéo. Chắc chắn đây sẽ là một ứng dụng tuyệt vời. Anh thấy đấy, kim loại này tôi đã nghiên cứu thành công và sử dụng cho việc lắp ghép nòng súng.
Tại sao chúng ta không sử dụng nó để làm dao kéo, trong khi chất liệu bạc quá đắt mà vẫn bị xỉn mau? Ý tưởng dùng loại thép mới mà anh vừa chế tạo này để làm ra dao ư? Tại sao chứ? Tại sao lại không sử dụng nó? Tôi đã nghiên cứu kỹ càng và thử thách nó trong nhiều môi trường khác nhau. Nó vẫn bền bỉ, trong khi những hợp chất tương đương đều gỉ sét. Vấn đề là thép sẽ không thể rèn, làm cứng hoặc đánh bóng, và không thể mài sắt. Sử dụng nó làm dao là vô ích. Hãy gọi anh ấy là người phát minh ra dao mà không thể cắt. Bị chính sếp và công ty từ chối sản xuất, nhưng Harry Beverly không từ bỏ. Ông tiếp tục tìm kiếm và đề nghị những ông chủ khác sản xuất dao bằng chất liệu thép không gỉ. Ông đã chế tạo ra, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Tôi đã thử nghiệm sản xuất dao bằng chất liệu thép anh chế tạo. Quả thực rất tuyệt. Chất liệu thép không gỉ này của anh sẽ mang lại giá trị công nghiệp rất lớn. Và không dừng ở việc sản xuất dao, tôi sẽ phát triển và ứng dụng nó trong nhiều dụng cụ hơn. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì cũng có người nhìn ra được cốt lõi của phát minh này. Cuối cùng, bằng sự kiên trì, bền bỉ của mình, Harry Beverly cũng đã thuyết phục được những chủ sản xuất khó tính nhất để sản xuất ra loại thép không gỉ mà ông đã chế tạo. Vào năm 1913, ông đã được nhận bằng phát minh độc quyền của nước Anh. Ông đã tổ chức sản xuất thép không gỉ ở quy mô lớn và thực sự trở thành người cha của thép không gỉ. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nông trại, chán thật đó. Mình muốn vào khu rừng kia xem trong đó có gì quá. Này cậu dê kia, đi vào ngay đi. Sao lại đi ra sát bờ rào vậy? Nguy hiểm lắm đấy. Sói mà đến thì sao? Ồ, bắt bò đó à? Cháu chỉ định lại ngó về phía khu rừng tí thôi. Trong rừng có gì hay ho đâu, cứ tránh ra là hơn cháu à. Chứ sói trong rừng nguy hiểm lắm, nó nhào ra lúc nào chả biết được đâu. À, vâng. Sao mọi người ở trong nông trại lại chết nhát thế không biết? Này, bạn gà, bạn vịt ơi. À, dê à, gọi chúng tôi có chuyện gì thế? Chẳng là tôi thấy tò mò một chút. Các bạn ngày nào cũng quanh quẩn trong nông trại mà không thấy chán sao? Có gì mà chán đâu. Cứ ăn xong rồi đi dạo, sau đó lại đi ăn, rồi tối đi ngủ. Có gì mà phải chán chứ? Đúng đó, chúng tôi thấy bình thường mà. Cuộc sống ở trong nông trại này ai mà chả như vậy chứ? Hay, chẳng phải như thế rất tẻ nhạt hay sao? Các bạn có muốn đi vào rừng chơi một chuyến không? Ôi không không, vào rừng nguy hiểm lắm. Đúng đó, bạn nên từ bỏ ngay ý nghĩ ấy đi. Trời ạ, à, nghe thôi tôi đã thấy sợ rồi. Mình luôn ao ước một lần được ra khỏi nông trại, đi vào rừng một chuyến xem sao. Nhưng mà ai ở đây cũng sợ hãi như vậy, thì biết chủ ai cơ chứ. Có lẽ mình sẽ chả cần ai cả, mình sẽ tự đi một mình. Phải vào rừng một chuyến thăm thú xem thế nào mới được. Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Ngày hôm sau, vậy là trót lọt, ra ngoài được rồi. Vào rừng thôi. Ôi, mình hồi hộp quá. Khu rừng ngay trước mắt mình kia rồi. Dạ dạ, đẹp quá đi. Nếu cứ suốt ngày ru rú ở trang trại thì sao có thể thấy những điều lạ lẫm thú vị này chứ. Ồ, sao bạn kia trèo cao được vậy? Họ nhà khỉ chúng tôi còn có thể leo trót vót lên ngọn cây cao nhất khu rừng này nữa cơ. Thế này có là gì? Cậu là ai? Sao tớ chưa từng nhìn thấy cậu trong khu rừng? À, tớ là Gia con. Tớ sống ở trang trại cách bìa rừng không xa. Hôm nay là lần đầu tiên tớ vào rừng đấy. Vậy cậu phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau nha. Trong rừng cũng lắm cạm bẫy và nguy hiểm lắm đó. Chúng tớ đi kiếm thức ăn đây. Tạm biệt nhé, các bạn dễ mến quá. A ha, dòng suối đẹp như thiên thần vậy. Đúng là cảnh vật trong mơ. Thích quá đây. Ủa, gì thế kia? Thỏ ơi, chạy đi, sói ở sau lưng kìa.
láo tuyết nào mà dám phá đám tà thế hả? Thật to gan. À, là một chú dê non. Tốt quá, mất thỏ được dê. Con dê kia, người tới xấu rồi. Con dê chết tiệt, mi là mất thỏ của ta thì giờ mi sẽ phải đền mạng thay. Ôi, 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 trời ơi, con sói, con sói. Ngươi hãy đợi đây. Mình phải làm gì bây giờ? À, con dê này giỏi nhỉ. Đứng đó nạp mạng đi. Đồ nhãi ranh, ngươi chạy mệt lắm rồi phải không? Lần này ta sẽ cắn cổ ngươi luôn đây này. Trời ơi, lần này mình chết chắc rồi. Mình không còn sức để chạy nữa. Ai? Ai đây hả? Kẻ nào dám ngáng đường của ta? Là ta đây. Ôi, anh gấu. Tên sói kia, cậu có ý kiến gì hả? À, là gấu à. Thật không may quá, tôi va phải cậu à. Xin lỗi nhé, đừng nóng. May quá, có anh gấu. Cái đồ sói xảo trá. Thế nếu không phải là tôi thì cậu định lên mặt với ai vậy hả? Ây ây, tôi nào định lên mặt với ai đâu. Tôi thấy cậu dê non kia chắc từ nơi khác đến đây trông có vẻ bỡ ngỡ nên đến chào hỏi tí ấy mà. Này này, vừa nãy anh còn to mồm nói tôi nạp mạng cơ mà. Chào hỏi cái gì chứ? Ồ, chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn bè với nhau ai lại làm vậy? Thôi, không phải nhiều lời. Nếu chào hỏi thôi thì thế là đủ rồi đấy. Anh mau đi chỗ khác đi. Không là tôi sắp bực mình lên rồi đây này. Tôi mà bực lên là không hay đâu. Được rồi, đi thì đi. Sao mà nóng tính vậy? Tôi đi đây này. Chào nha. May quá, nhờ có anh gấu, chứ không thì tôi không xong với sói rồi. Thực ra bạn thỏ đã nhanh chân gọi tôi đến để cứu bạn kịp thời đó. Cảm ơn bạn dê đã cứu tôi vừa nãy. Không có bạn thì tôi nguy rồi. Tôi vội chạy đi tìm anh gấu để tìm sự giúp đỡ. Chứ bạn mà làm sao thì tôi ân hận lắm. Thì ra chuyện là như vậy. Cảm ơn hai bạn nhé. Này này bạn dê, bạn chắc không phải là cư dân trong rừng rồi. Sao bạn lại đi vào rừng chỉ có một mình như thế hả? Bạn có biết là trong rừng cũng nguy hiểm lắm không? Vâng, tôi biết rồi. Chẳng là tôi ở nông trại ngoài kia, suốt ngày quanh quẩn trong bờ rào nên buồn tẻ quá. Ngày ngày cứ ăn xong rồi lại lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. Thế nên dù biết trong rừng có sói nguy hiểm, nhưng tôi vẫn luôn ao ước được vào rừng một chuyến để khám phá. Và anh biết không, trong rừng thật tuyệt đó. Mọi thứ mở ra trước mắt tôi, thật đẹp đẽ và sinh động. Tôi được thấy những thứ lần đầu tiên trong đời, cực kỳ mới mẻ và hay ho đó anh gấu ạ. À, như lúc nãy anh và bạn thỏ không cứu tôi thì tôi cũng toi mạng với sói rồi. Thế nhưng tôi vẫn rất muốn được tiếp tục khám phá khu rừng. Xem chừng anh cũng rất yêu quý khu rừng. Để một cư dân ngoài khu rừng có những cái nhìn đẹp đẽ thay vì nỗi sợ hãi cũng tốt. Thế nhưng nếu anh cứ đi lại trong rừng như vậy thì làm sao tránh khỏi nguy hiểm cơ chứ? À, đúng rồi. Anh có ý gì sao? Đúng vậy, tôi có ý như thế này đây. Nãy tôi chứng kiến thấy anh không sợ nguy hiểm mà cứu thỏ thì ít ra anh cũng là người tốt. Thế nên chúng ta hãy kết bạn với nhau đi. Khi chúng ta làm bạn bè rồi, mỗi tuần chúng ta sẽ hẹn gặp nhau một lần. Khi đó tôi sẽ đưa anh đi thăm thú khu rừng. Có tôi bên cạnh thì sẽ không kẻ nào dám làm hại anh đâu. Thế thì tuyệt quá. Anh chịu làm bạn với tôi sao? Đúng. Tuyệt quá. Từ giờ chúng ta là bạn nhé. Cả tôi nữa, cho tôi kết bạn với chứ. À đúng rồi, cả bạn thỏ nữa. Như vậy sẽ rất là vui. Chúng ta hãy cùng làm bạn của nhau. Vui quá,
Vậy là mình có thêm bạn, lại có thể vào rừng an toàn rồi. Vậy là từ đó dê có thêm những người bạn trong rừng. Còn sói thì chẳng thể làm hại gì được. Khi các bạn đoàn kết bên nhau như vậy, các bạn nhỏ hãy nhớ không nên đi chơi một mình mà không có người lớn đi kèm bảo vệ nhé. Con thỏ non tơ kia vào tầm ngắm của ta rồi. Vui đây. Cao. Trời ạ, con thỏ này chạy nhanh quá, mình đến hụt hơi mất thôi. Chả lẽ ta đây lại thua con thỏ ranh ấy. Tên Cáo sắp đuổi kịp mình rồi, phải nghĩ cách mới mong thoát được Cáo. Mình nhớ ra rồi, có một chỗ tuyệt hảo để lừa nó. Cái thằng Cáo to xác ấy đừng hòng đuổi được mình. Đầu hàng đi con thỏ ngốc nghếch kia. Thôi chết. Ôi. Trời ơi, cứu, tôi không biết bơi. Con thỏ đánh kia, lần sau mà thảy mì, ta sẽ cho mì một trận ra trò. Ra là cái giếng cạn, chỉ có chút ít nước thôi. May quá. Trời ơi, rớt xuống giếng rồi, làm sao mà lên được đây. May quá, thoát được Cáo rồi. Ô kìa bạn thỏ kìa, giúp tôi lên với bạn thỏ thân mến ơi. Đồ Cáo gian xảo, nãy còn đuổi ta chối chết mà, giờ mày đặt bạn thân mến ơi, nghĩ ta tin người chắc, cứ ở đó mà chết đi. Nè bạn thỏ, đứng đây, đứng đây. Ôi, vậy là bị kẹt dưới này rồi, bực mình quá. Cứ tưởng bắt được con thỏ, ai ngờ bị con thỏ ranh lừa rơi xuống thế này. Xấu mặt ta đầy quá, làm sao để lên được đây. Cha cha, cỏ non, cỏ non, ngon quá đi thôi. À, no căng bụng rồi, hôm nay thật là một ngày tốt mà. Giờ đi uống hớp nước mát nữa rồi về đi ngủ là tuyệt. À, có cái giếng nước kia rồi, làm thế nào để uống bây giờ nhỉ? Ok, chào bạn dê. Chào anh Cáo. Anh ở dưới đó uống nước á hả? Làm sao mà anh có thể xuống được đáy giếng hay vậy? Còn về ngu ngốc, lại đi hỏi mình ở dưới này uống nước ư? Đúng rồi, phải tranh thủ mới được. Đúng đấy bạn dê thân yêu ạ. Tôi phải nhảy xuống đây để uống nước đó. Ôi, bạn không thể tưởng tượng được nước ở đây ngon thế nào đâu. Vừa mát vừa ngọt, tôi uống mãi từ sáng đến giờ chưa chán đây nè. Ồ, vậy sao? Đúng lúc tôi đang khát đây. Ôi, bạn cũng đang khát sao? Vậy thì phải nhanh lên, không nước sắp hết rồi đây này. Tôi chỉ cần uống hai ngụm nữa là hết đó. Thấy không, nước giếng sắp cạn rồi nè. Nhưng tôi phải nhảy xuống đáy giếng ấy ư? Chứ làm sao, muốn uống nước thì phải nhảy xuống đây chứ. Nghe nói nước giếng này là nước thần từ vách núi bí mật chảy ra, ai uống vào sẽ có trí tuệ thông thái sáng suốt nhất khu rừng này. Ồ, những lời Cáo nói mình chưa nghe thấy bao giờ. Nước giếng quả thực sắp cạn, nếu mình không uống thì Cáo uống hết mất. Để cho tôi với, tôi xuống ngay đây. Chà chà, nước mát thật đấy. Nước ngon quá ấy chứ. Đấy, tôi chừa phần bạn đấy nhé, uống nhiều vào. Vâng, cảm ơn bạn Cáo. Ngon quá, vừa ăn no xong giờ uống nước thật khoan khoái quá trời. Giờ đi làm một giấc thôi. Ồ, sao thành giếng cao thế này, giờ làm sao mà leo lên đây? Bạn bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi có cách nè. Có cách sao? Cách gì vậy bạn Cáo? Bây giờ nha, bạn hãy gác hai chân trước lên thành giếng, rồi dựng sừng lên. Tôi sẽ trèo lên lưng bạn, rồi nhảy lên trước. Khi lên được rồi, tôi sẽ kéo bạn lên. Vậy là cả hai chúng ta đều ra được. Ồ, được đấy. Nào, dựng chân thế này phải không? Đúng rồi, đứng yên nha, tôi lên trước đây.
Thoát rồi, số ta gặp may. Sao lại có con dê ngu ngốc đến vậy? Bạn cáo ơi, bạn đâu rồi? Kéo tôi lên với. Bạn hứa với tôi rồi mà. Phải nói sao giờ nhỉ? Thôi, tôi đi nhé. Chúc bạn ở lại uống nước vui vẻ. Uống xong, bạn sẽ có trí tuệ thông thái đó. Kéo tôi lên với chứ. Chẳng phải bạn bảo lên rồi sẽ kéo tôi lên sao? Bạn nói thì phải giữ lời chứ. Này, ông bạn của tôi ơi, sao lại trách tôi như vậy mà không nhìn lại mình đi? Nếu như ngay từ đầu, ông bạn đủ thông minh thì ông đã không nhảy xuống giếng rồi. Sao tôi có thể kéo ông lên được cơ chứ? Thôi, tôi phải về nhà đã đây. Cả ngày ở dưới giếng lạnh hết cả người rồi. Phải về hang nằm cho ấm và đánh một giấc đây. Đồ cáo tráo trở. Nhưng cũng là tại mình thật. Cứ tưởng hắn ngon ngọt là muốn tốt cho mình, là bạn của mình. Ai dè hắn chỉ lợi dụng mình mà thôi. Nếu ngay từ đầu mình cẩn thận nghĩ đến hậu quả thì mình đã không rơi vào tình cảnh này. Giờ thì đành đợi xem có ai đi qua không để nhờ cứu giúp thôi. Ai cứu tôi với? Cứu tôi với. Ai cứu tôi ra khỏi cái giếng này với?